Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 5, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài số 3 ôn tập về phân số. Chúng mình sẽ đến với bài tập 1, viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu của mỗi hình dưới đây. Như vậy thì ở bài tập 1 yêu cầu chúng ta đó là viết rồi đọc phân số chỉ số phần đã tô màu trong ba hình, hình A, hình B và hình C. Vậy thì phân số chỉ phần đã tô màu thì có tự số là A, đúng rồi, số phần đã tô màu. Mẫu số là số phần bằng nhau. Và khi đọc phân số ta đọc tự số trước, dấu gạch ngang là đọc phân và sau đó sẽ là đọc đọc mẫu số, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy viết xong nó đọc các cái phân số này. Ở hình A chúng ta thấy là có 8 phần bằng nhau tô màu 3 phần. Như vậy phân số này chỉ phần đã tô màu thì đó chính là, đúng rồi, 3 phần 8. Chúng ta sẽ đọc 3 phần 8. Phân số thứ hai thì chúng ta thấy đây sẽ là có 12 phần bằng nhau và tô màu 2, đúng không? Như vậy thì phân số đọc ở đây sẽ là 2, 2 gạch ngang 12, đọc sẽ là 2 phần 10, 12. Còn hình C thì chúng ta thấy có 9 phần bằng nhau mà tô màu 5 phần. Như vậy thì đọc phân số này sẽ là, đúng rồi, chính xác, 5 phần 9. 5 phần 9, đọc là 5 phần 9 nhé. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Ở bài tập số 2 thì chúng ta có hai câu, câu A và câu B. Câu A thì yêu cầu chúng ta đó là số. Thì ở đây chúng mình thấy các cái phân số đã được rút gọn, nhưng mà khi rút gọn ra phân số đầu tiên này chúng ta thấy là bị khuyết đi cái phần mẫu số. Và cuối cùng thì phân số này sẽ là khuyết đi phần tự số. À, vậy thì chúng ta sẽ điền thêm những cái số này là số nào, chúng mình có thể suy nghĩ thảo luận rồi điền vào. Đến với câu B thì chúng ta thấy là rút gọn các cái phân số thì rút gọn chúng ta sẽ xét xem là tự số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1, thì chúng ta sẽ chia tự số và mẫu số đó cho cái số tự nhiên. Cứ làm như thế đến khi nào mà phân số nó tối giản không chia được nữa thì thôi, đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ thảo luận làm câu A nhé. Đối với câu A thì chúng ta thấy nếu nhân cả tự số và mẫu số của phân số với cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng phân số đã cho, hoặc là nếu chia cả tự số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác không thì được một phân số bằng cũng bằng phân số đã cho. Thì ở đây chúng mình thấy 24 phần 40 thì chúng ta thấy bằng với phân số 12 phần bao nhiêu. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là các phân số này sẽ chia cả tự cả mẫu, đúng không? Cho 12. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là sẽ rút gọn được chia cho 2, đúng không? Thì chúng mình sẽ thấy 24 phần 40 mà chia cho 2 thì sẽ còn lại là, đúng rồi, 12 phần 20. Tiếp tục 12 phần 20 mà chia cho 4 thì sẽ là bằng, đúng rồi, sẽ là bằng 3 phần 5. Phân số tiếp theo đó là 36 phần 54 thì chúng ta cũng thấy phân số này sẽ rút gọn, đúng không? Chúng ta sẽ thấy sẽ rút gọn cho bao nhiêu để được bằng phân số là có mẫu là 9 ở đây. Thì chúng mình thấy ở đây sẽ là 36 phần 54 sẽ rút gọn cho 6, đúng không? Sẽ là còn 6 phần 9. Phân số 6 phần 9 thì sẽ bằng phân số nào? Chúng ta tiếp tục rút gọn cho 3 thì sẽ bằng là 2 phần 3. Và phân số 2 phần 3 thì chúng ta sẽ thấy là nhân với một số nào để có mẫu số là bằng 15.
Đúng rồi, chính xác, nhân với 5 thì sẽ là có mẫu số bằng 15. Như vậy 2 nhân 5 sẽ bằng 10, 3 nhân 5 sẽ là bằng 15. Bạn nào cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài B, rút gọn các phân số. Thì rút gọn thì chúng ta sẽ xem tự số và mẫu số cùng chia hết cho số nào lớn hơn 1, mà khi chia không chia được nữa thì chúng ta thấy phân số nó tối giản thì thôi. Như vậy 18 phần 24 chúng ta có thể rút gọn cho bao nhiêu để được phân số tối giản? À đúng rồi, chính xác, 18 phần 24 thì chúng ta sẽ thấy là rút gọn được sẽ là cùng với tự số và mẫu số sẽ chia cho 6. Như vậy sẽ còn lại 3 phần 4. Tiếp theo phân số 5 phần 56 phần 42 thì chúng ta sẽ thấy rút gọn được cho phân số nào? À đúng rồi, chính xác, 56 phần 42 chúng ta thấy rút gọn được cho 7 đúng không? Như vậy thì sẽ còn lại là 8 phần 6. 8 phần 6 thì có thể là chưa tối giản, chúng ta tiếp tục rút gọn được cho 2 đúng không? Như vậy sẽ là 4 phần 3. 4 phần 3 thì là phân số tối giản rồi. 72 phần 95, 72 phần 95 thì chúng ta thấy rút gọn cho phân số nào? À đúng rồi, chính xác, 72 phần 9, 72 phần 90 thì chúng ta thấy rút gọn cho 9 thì sẽ còn lại 8 phần 10. 8 phần 10 tiếp tục rút gọn cho 2 thì sẽ còn lại là 4 phần 5. Bạn nào cũng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 3, chọn câu trả lời đúng. Ở đây là phân số nào dưới đây là phân số tối giản? A là 16 phần 18, B là 15 phần 12, C là 7 phần 9, D là 25 phần 30. B 3 phần 5 bằng phân số chỉ phân số nào tô màu của hình nào dưới đây? Thì ở đây chúng ta có thể thấy phân số tối giản thì phân số không thể rút gọn được nữa đúng không? Vậy nhìn vào câu A chúng ta thấy là phân số nào sẽ không được rút gọn được nữa? À đúng rồi, chính xác, đáp án chính là đáp án C, 7 phần 9 thì chúng ta thấy đây là phân số tối giản không thể rút gọn được nữa. Còn 16 phần 18 thì chúng ta có thể thấy rút gọn được này, cho 2 chẳng hạn đúng không? 15 phần 12 thì cũng có thể rút gọn cho 3 này. 25 phần 30 có thể rút gọn cho 5 này đúng không? Còn câu B thì phân số nào chỉ phần đã tô màu, có tự số là phân số đã tô màu, mẫu số là phân số là bằng nhau. Vậy thì 3 phần 5 thì chúng ta thấy là phân số nào đã tô màu? Đúng là chính xác, phân số B đúng không? Chúng ta sẽ đến với câu 4. Câu 4 sẽ là quy đồng các mẫu số, các cái phân số. Thì khi quy đồng chúng ta sẽ xác định mẫu số chung và tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia. Lấy thương tìm được nhân với tự số và mẫu số của phân số cần quy đồng. Như vậy thì chúng ta thấy 9 phần 5 và 21 phần 40 thì mẫu số chung sẽ là 40 này. 17 phần 30 và 53 phần 90 thì phân số mẫu số chung sẽ là 90 này. 1 phần 3 và 1 phần 12, 3 phần 5, 48 thì chúng ta thấy là mẫu số chung sẽ là 48 đúng không? À, vậy thì bây giờ chúng ta cũng thấy là xác định mẫu số chung xong rồi thì chúng mình sẽ tìm thương của mẫu số chung đúng không? Như vậy chúng ta sẽ giữ nguyên phân số 21 phần 40 và lấy 5 phần 9 này nhân với bao nhiêu? À đúng rồi, nhân với 8 đúng không? À, chúng ta thấy 40 mà chia cho 5 thì bằng 8. Như vậy chúng ta sẽ lấy 5 nhân với 8 thì là 40. Vậy thì chúng ta sẽ có 5 phần 9 bằng 9 nhân 8 và 5 nhân 8 thì sẽ bằng 72 phần 40. Như vậy đây đã có mẫu số chung là 40. 17 phần 30 thì chúng ta thấy mẫu số 17 phần 30 và 53 phần 90 thì mẫu số chung sẽ là 90. 90 chia 30 thì sẽ là bằng 3. Như vậy chúng ta sẽ lấy 17 phần 30 mà chia nhân với 3 thì sẽ bằng 51 phần 90. Mẫu số chung ở đây là 90. 1 phần 3 và 7 phần 12 và 35 phần 48 thì chúng ta sẽ thấy là ở đây thì mẫu số chung sẽ là bằng 48 đúng không? Thì 48 mà chia trộn 3 thì sẽ bằng 16 này. Như vậy chúng ta sẽ lấy 1 phần 3 mà nhân với 16 thì sẽ bằng 16 phần 48. 48 chia cho 12, 48 chia cho 12 thì sẽ bằng 4. Như vậy 7 phần 12 sẽ là nhân với 4 thì bằng 28 phần 48. Mẫu số chung ở đây là 48. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 5. Bài tập số 5 yêu cầu đó là tính. Thì ở đây chúng ta sẽ chia nhập các cái tử số và mẫu số cho các cái thừa số chung. Cụ thể ở đây chúng mình thấy 6 nhân với 12 nhân với 17, 17 nhân với 4 và nhân với 20. Thì chúng ta cũng đã học các cái tính chất của phép nhân, đúng không? Ví dụ tính chất kết hợp. Thì ở đây chúng ta có thể chia nhập các cái tử số và mẫu số cho cái thừa số chung. Thì chúng ta có thể thấy là khi ở đây thì chúng ta thấy nếu như phân tích ra 6 thì có thể là bằng bao nhiêu này? 2 nhân với 3 đúng không? Rồi 12 thì chúng ta cũng thấy là sẽ là có 4 nhân với 3 này, thừa số chung đúng không? Thì sẽ là 3 này. Rồi 17 nhân với 4 20 thì sẽ là 10 nhân với 2 này đúng không? Thì như vậy chúng ta có thể phân tích ra để tìm ra một cái thừa số chung sau đó để rút gọn. Ví dụ như sau, 2 nhân với 3 thì chính là 6. Nhân với 4 nhân với 3 thì chính là 12 và nhân 17 thì chúng ta thấy không có thừa số chung. Giữ nguyên 17 và nhân với 4 nhân với 10, 10 nhân với 2 chính là 20. Như vậy ở đây chúng ta thấy xuất hiện một số mẫu số chung, chúng ta có thể các rút gọn cho nhau. Ví dụ như ở đây 2 chúng ta có thể rút gọn cho 2, 3 à 4 chúng ta có thể rút gọn cho 4, 17 chúng ta có thể rút gọn cho 17 đúng không? Như vậy thì còn lại là 3 nhân với 3 thì bằng 9 và dưới mẫu số sẽ là 10, như vậy 9 phần 10. Bạn nào cũng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động trong bài ôn tập phân số. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video động ngữ giáo những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại các em trong những video sau.